Moto Vlog. Và hôm nay mình sẽ review cho anh em một đứa con mới nhất của con mèo Moto. Và chiếc xe này thì mình nói luôn, xe mình mua ở trong Sài Gòn mua ra và hiện trạng xe nó như nào, nó đã như này rồi, mình update thêm một ít đồ chơi thôi, như là lốp hồi trong suốt này đấy, các bạn thấy không, lốp hồi trong suốt này đấy. Và mình mới lên thêm cây bô là gì, cây bô kẹp Minori for Ducati Classic Bike. Thì con này là chuyên đúc cho những dòng như Ducati 400, 800, 1200, dòng classic cổ điển cả Ferrazzer luôn đấy. Thì cái này là cái bô này, như các bạn thấy tai treo nó trông nó rất là khủng hoảng đúng không, trông nó rất là kiểu vãi đái luôn, không ai có. Bởi vì thực tế là con này là hai mình nhập về được hai đôi, thì một đôi mình bán vào trong Sài Gòn, một quả mình lắp cho CB400, còn một quả nữa thì nó ở bên trái, nên là mình phải lộn ngược nó sang đây. Tem chạc mi này anh em này đấy, cả tem chạc mi luôn, tem chạc mi khắc ở đây luôn đấy. Và đây là tem chạc mi. Và tiếp theo nữa là đây là con này là for racing user đấy, là cái này là của bên trái, vắt sửa lại vắt sang bên phải. Và cổ bô thì mình chơi cổ titanium, nhưng mà mình cho nó về màu xám xi măng để làm gì, để nó cổ điển hơn, để nó liên lạc với xe hơn, nó hợp lý với dòng xe kiểu classic hơn. Và bây giờ mình sẽ nổ thử cho anh em tiếng bô, xong rồi mình đi review nhá. Review cho anh em cái con XR, một trong những con gọi là cũng là hoa hậu trong Sài Gòn chuyển ra. Và mình đã mua lại chiếc xe này rồi, mua lại toàn bộ chiếc xe. Và như anh em thấy là biển đã không còn, vì là mình đang gửi biển vào trong Sài Gòn để làm gì, để rút hồ sơ ra và sẽ là đăng ký tên của chính chủ tên mình. Ok anh em, và bây giờ chúng ta đi cùng đi soi xem con xe độ hơn 100 triệu XR nó có những gì nhá. Ok anh em, anh em, như các bạn biết thì chiếc xe này nó còn một cái nữa mà mình chưa lắp vào, đấy là gì, đấy là cái bộ ECU của Eraser chuẩn cho R15 V3 MT15 và XR. Vì tại sao thế, vì là nó dùng chung máy VVA 155 và tất cả những cái công nghệ các thứ rồi là của R15 V3 hết. Nó khác nhau so với R15 V3 với cả MT15 là cái bộ body đấy, body. Và như anh em thấy là các bạn XR mà phuộc màu vàng này rất ít đúng không? Đấy, cực kỳ là ít. Chủ cũ người ta đã đổi luôn với phuộc MT15. Đấy, đổi phuộc MT15 thêm tiền. Đổi phuộc XR zin thêm tiền để lấy con phuộc của MT15 này. Và cái ECU thì mình phải nhập phần mềm vào, xong bắt đầu là canh chỉnh. Thì hiện tại thì mình đang chưa thay đâu. Duy nhất còn cái ECU của Eraser là mình chưa vào. Thì cái đồ chơi của chủ xe cũ lên, bạn ấy lên cũng rất là khủng khiếp. Đấy, mình đi từ đầu luôn nhá anh em nhá. Đầu xe là trước hết là cái ốp màu này là của Yamaha Thái Lan sản xuất. Đấy, Yamaha Thái Lan có sản xuất cả đồ chơi luôn anh em nhá, cho các dòng xe. Đấy, đây là Yamaha Thái Lan. Thì các bạn thấy là như cái pad bắt này với cái nhựa này nó khác hoàn toàn. Đấy, nhựa này nó khác hoàn toàn. Cái này là cái màu này là của Yamaha Thái Lan sản xuất. Và tiếp theo nữa là xi nhan thì sắp tới mình sẽ thay đổi bằng đôi xi nhan post nhôm. Đấy, vì là tại sao đồ nhôm con này rất là đẹp, rất là nhiều, nên là mình sắp tới mình sẽ thay. Hiện tại thì nguyên trạng của nó là đang cặp xi nhan trước sau là xi nhan Speedybit L17 có tiếng tinh to này, camera đi vào đây. Đấy, nhưng mà nó rất bé. Đấy, tiếng tinh to nó rất là bé. Thì con này là xi nhan Speedybit L17. Và tiếp theo nữa là cái gì, là cái đèn pha. Thì đèn pha thì anh em biết rồi, con đèn pha này là của Lectun, nó có mã là 760. Lectun hiện tại đây nó lên có cả mã 770. Thì cái 760 này thì mình nghĩ là chủ xe lắp cái này để lấy hai cái hiệu ứng demi, và lắp là lắp chuẩn vào cái gáo đèn zin luôn nha anh em nhá. Tháo gáo đèn zin ra lắp cái Lectun đấy vào phát ăn luôn, không cần phải độ chế cháo gì cả luôn. Đấy, không cần đội gì giáo gì. Cái này thì mình đang order cái miếng
PT Moto ở đây rồi, thì cái miếng đấy mình sẽ dán đây, nhưng phải chờ đang cắt titanium. Tiếp theo nữa, một cái sản phẩm mà trông như zin nhưng lại không phải zin, đấy là cái rè. Thì các bạn thấy là cái rè đúng không, rè zin của nó sẽ khác, và cái này là chất liệu bằng nhôm này, nhôm gập. Cái này là cũng của Yamaha Thái Lan phân phối luôn, và các bạn Yamaha Thái Lan đứng rồi, anh em biết rồi đúng không, ở Honda thì có đồ HIC Endurance là cái công ty mà chuyên cung cấp đồ chơi cho Honda. Thì anh em mà đi CB650 hay MX hay là Honda CB150, CB300 thì đều biết cái đồ chơi HIC là đồ chính hãng của Honda. Thì còn cái đồ Yamaha này thì nó là Yamaha Moto, đấy là chuyên là phân phối đồ chơi chế cho các dòng xe Yamaha. Cái đĩa thì như các bạn thấy là có thể các bạn xem ở cái topic của Yamaha XR là có đăng bán cái con này, thì cái đĩa của nó là đĩa zin dùng pad heo zin, pad hai màu zin, nhưng mà mình thì lại thích cái đĩa 300, đĩa size to cộng với thêm là cái ắc chống bó cứng nên là đi nó rất an toàn. Vì tại sao? Vì con này bóp rất là gắt, vì con này là con Brembo 4P đấy, con này là con 4 pin đấy, nên là bóp nó cực kỳ là gắt, thì cái phải có cái ắc chống bó cứng để làm không bị giật cái đầu xe đấy, nó khi bóp lên thì cái ắc này chạy lên xuống. Con này thì tại sao mình không lắp những cái của Seven Speed hay Moritech hay Rotti hay là những cái dòng xe khác, bởi vì tại sao mình không thay là vì là những cái đĩa đấy lòng nó rất ít, lòng đen lòng bạc mà nó lại toàn là lòng vàng lòng xanh lòng đỏ, nên là mình đã sử dụng cái đĩa zin của R3 2020 đấy, mình đặt về mình thay đĩa chính hãng R3 luôn. Để làm gì? Để lấy được cái hiệu ứng lòng đen này thôi. Đấy, vì là mấy cái đĩa kia lòng nó không hợp màu nên là mình thay cho nó hợp màu. Và cái pad này nhá, sử dụng cái pad mình sử dụng cái pad size 300 nhá, size dành cho đĩa 300, vì ở đây cái pad này nó có size dành đĩa 270 lẫn cả đĩa 300, thì đây mình đang sử dụng cái pad size đĩa 300 màu đen luôn. Nhưng cái ốc này là ốc titan mình đã thay lên. Đấy. Thì con này nói thật là anh em là mình sẽ thay toàn bộ cái dàn ốc của con này, nhưng mà mình sẽ vẫn như những con XR khác, mình đều thay bằng ốc titan trắng. Đấy, đây các bạn thấy đây. Đấy, camera lên thấy dàn ốc titan trắng. Và đây là cái kẹp dây ga thôi. Kẹp dây ga 7 speed để nó định hình cái dây ga lại, thì cái này rất là đơn giản. Nhưng mà nhiều anh em sẽ không có cái này vì là rất ít workshop người ta nhập về. Đấy. Cái này là của 7 speed, và bây giờ mình sẽ đi cho anh em với cái dàn ghi đông. Dàn ghi đông thì dàn ghi đông được chủ xe đầu tư cực kỳ là kỹ càng, và cái dàn ghi đông thì cái chụp hù này được mình thay thế bằng cái chụp của Spiribit. Ngày trước nó là cái chụp khác của Trung Quốc, nó rẻ hơn, nó nhìn trông nó hơi nhôm một tí, mình không ưng nên là mình đã thay cái chụp hù của Spiribit, kèm thêm là cái ghi đông này chủ xe đã thay là cái gì, là chủ xe thay của GTA bản carbon. Đấy, rất đẹp luôn. Cái này là carbon nhá, nhưng carbon này nó chỉ phủ lên cái chất liệu cái ghi đông zin của GTA thôi, chứ nó không phải là carbon lúc nguyên cây. Đấy, và tiếp theo nữa là các bạn thấy là cái toàn bộ cụm công tắc đã được chủ xe thay thế. Đấy, tất cả là domino reel hết. Thì cái này những anh em Exciter Winner đều biết đúng không, đây là cụm đề domino này, đây cụm tăng tốc domino này, bao tay này là bao tay của Italy nhá. Cái bao tay này là mình được anh Ngọc anh ấy mua cái bao tay cái ghi đông của Mascherani hay gì đấy của Italy, thì nó gửi kèm hai đôi bao tay thì anh ấy kỷ lại cho mình. Đấy, thì đây là một đôi bao tay thì mình đã lắp lên. Đấy, và đôi gương gù này là như chủ xe có nói trao đổi với mình là 900.000 đôi, nhưng mà mình thấy là cái gì nó tác dụng nó cực kỳ hay luôn, nó quay được các khớp luôn anh em. Đấy, quay được khớp bi luôn. Đấy, ở trong này là nó có lò xo khớp bi rất là tiện lợi di chuyển, nếu anh em cần nhìn thì quay ra tầm này, còn anh em muốn là gọn gàng đi ông phố thì quay vào trong, rất là hay. Đôi gương này thì mình nghĩ là hợp với dòng xe Big Buy cũng rất là hợp. Đấy, đôi gương cổ tròn trông rất là hay. Cái điểm mà hay nữa này anh em này, làm phải công nhận là bạn nào độ con này cực kỳ là tinh tế, hoặc thử xe cũng cực kỳ là tinh tế. Con này là con Pamac CNC. Đấy, cái cốc dầu, camera đi sang bên này đi em. Tổng phanh thì mình không nói nữa nhá, vì tổng phanh của nó là Brembo RZ 15 thì ok rồi. Anh em quá nhiều anh em biết rồi. Anh em nhìn thấy pad đưa ra, dây dầu vắt ngược từ trong vắt ra, cực kỳ là tinh tế luôn. Phải công nhận. Cháu cầm điện thoại chú ạ. Đưa điện thoại chú ơi. Đấy,
thấy không? Các bạn thấy không? Nó bắt cực kỳ là tinh tế luôn. Đấy, đi dây này. Và dây dầu này nhá. Cái dây dầu này anh em nhìn trông nó đơn giản thế thôi, nhưng mà nó có võ đấy. Võ cực kỳ luôn. Đấy, dây dầu này. Các bạn thấy không? Heo. Heo của Mỹ luôn. Đấy. Dây dầu này toàn bộ chủ xe đã bấm lại toàn bộ dây dầu trước sau tất cả là chơi heo của Mỹ luôn. Đấy. Đầu heo Mỹ zin luôn. Và tiếp theo nữa là mình lấy cái điện thoại cho anh em xem. Đây. Các bạn thấy không? Đây cái điện thoại mình nhá. Điện thoại của mình nhá. Đấy, điện thoại này điện thoại của mình nhá. Chưa sạc đúng không? Anh em nhìn cái điểm này. Đấy, anh em nhìn cái điểm này. Chưa vào sạc đúng không? Con này là sạc không dây này. Các bạn nhìn thấy không? Mình thả vào này. Đấy, lên luôn. Lên luôn sạc không dây vừa mình tháo ra nhá. Mình tháo ra nhá. Đây tháo ra rồi này. Đấy các bạn thấy không? Không còn sạc nữa nhá. Bây giờ mình đặt vào này. Lên rất nhanh luôn. Kẹp điện thoại này là Ride A3 anti rè rè. Chạy nó cực kỳ là chắc chắn nhưng mà nó lại không bị rè như là khi anh em không sử dụng. Đấy. Nhưng mà mình nói với anh em, mình tư vấn với anh em cái sạc điện thoại Ride này rất là nhiều rồi. Các bạn nhìn thấy cái nút này không? Nút xanh xanh này không? Camera quay cho anh. Đấy, các bạn thấy không? Nút xanh xanh này. Nếu mà anh em nào mà có cần nhu cầu là kèm cái điện thoại mà chạy tour, nhưng mà anh em đã chuẩn bị sạc hết cái điện thoại kín rồi, thì ở dưới này nó có cái công tắc. Các bạn nhìn nút đèn xanh nhá. Dưới này nó có công tắc, mình tắt đi thôi là xong. Tắt đi thôi là nó lại trở về sạc bình thường. Còn nếu mà anh em mà điện thoại còn 30%, 40% anh em muốn sạc thì bật lên thôi. Rất đơn giản. Cái này cực kỳ là tiện. Chỉ có nhớ một điều là gì? Là nếu mà pin đầy thì đừng bật sạc lên, không nó cứ thế nó nhồi vào pin của bạn, nó lại thành ra bất hợp lý. Và các bạn thấy là cái bản độ này thì con béo mô tô có sửa lại một tí là cái gì? Nguyên bộ đề can này mình dán ở hệ thống đề can là bộ theo bản kỷ niệm 60 năm theo của bản Yamaha kỷ niệm 60 năm. Đấy, đây này, anh em nhìn cái rè này. Đây là cái bản kỷ niệm 60 năm và cái logo này là tem logo của Exeter đi để trở về. Đấy. Chúng ta đã đi qua cục phanh, bao tay, ga rồi các thứ rồi. Quay qua lên tảng côn đi, camera của em. Đấy. Dàn tay côn thì chủ xe lên tay côn Brembo CNC. Con này là Brembo CNC. Mình phải nói là con này nó nhẹ vai luôn. Nhẹ hơn Akusato. Nhá. Đấy, con này là con như kiểu con billet ấy, mình cũng không biết nó là mã gì luôn. Đấy, đang định hỏi chủ xe. Và đây anh em để ý thấy cái này hay không? Báo absolute lốp này, báo giờ này. Đấy, 12 giờ trưa anh em vẫn đang quay vlog này cho anh em, chưa ai ăn uống gì đây. Cùng công tắc thì chủ xe đã sử dụng cái cùng công tắc Domino Rio để làm gì? Để tắt bật đèn này, để bật hazard ra cảnh báo này. Đấy. Em đi cho bốn con xi nhan cùng này. Nó đầy đủ hết tất cả chức năng luôn. Đấy. Đấy, đầy đủ hết tất cả chức năng. Hazard cảnh báo, xi nhan, đèn còn. Con này là con cùng công tắc Domino Rio. Đấy. Và chúng ta hãy quay qua dàn thân. Thì dàn thân ở bên này. Bên này thì là mình có lắp là chủ xe chắc chắn rồi. Bạn sẽ phải lắp những cái như này. Là gì? Là cái che két nước cộng với là cái ốp bảo vệ két nước XSR này. Các bạn thấy không? Miếng này miếng độ nhá, không phải miếng đồ chơi, không phải miếng zin đâu nhá. Cái này là độ lắp thêm. Miếng zin nó chơ cái két nước này ra, nhìn trông nó rất là phô. Đấy. Và tiếp theo là ở bên này là có hai cái hộp này để cất cái sạc ấy. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây này, có movie sườn để movie sườn. Đấy, logo Yamaha luôn. Đấy các bạn thấy không? Đấy, cái này là hàng chính hãng của Yamaha sản xuất. Về ở đằng dưới thì là